Chúng tôi là Trần Phong Vũ và Bùi Anh Thư. Xin gửi lời chào tất cả quý khán thính giả của Đài Việt Mỹ. Ngày hôm nay anh em chúng tôi lên đây với cái mục tiêu là để giới thiệu tới quý vị một đêm nhạc có chủ đề là Hát trên vùng biển chết. Những chi tiết này chúng tôi sẽ trình bày sau, và ngay trong giây phút đầu tiên này chúng tôi xin cảm ơn tất cả cái thịnh tình của Đài Việt Mỹ TV đã dành cho anh em chúng tôi có cơ hội để lên đây ngày hôm nay. Vậy thì mà để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì cô Anh Thư có thể giới thiệu một cách tổng quát, nói về cái căn do nào khiến cho anh em chúng ta ngày hôm nay có thể lên đây để mà trình bày cùng quý vị về cái đêm hát vào ngày thứ Bảy 12 tháng 8 tới đây. Mời cô. Dạ, thưa anh và thưa quý vị khán giả, thì cái chủ đề là Hát trên vùng biển chết, thì chính cái chủ đề đó nó đã cho chúng ta thấy là cái lý do tại sao anh em chúng tôi muốn đưa cái chương trình này lên để mà cùng với quý vị khán giả, cùng với tất cả những anh em đang đấu tranh trong nước đẩy mạnh cái phong trào. Bởi vì qua quý vị cũng đã biết là qua cái năm ngoái Formosa đã làm những cái chuyện mà coi như là rất là thất thoát và ảnh hưởng đến nặng nề đến cái vấn đề sống của dân chúng chúng ta ở Việt Nam đó, và cái hậu quả của Formosa vẫn còn lan truyền đến bây giờ, nhưng mà nhà nước Việt Nam có vẻ như là không muốn giải quyết vấn đề này đó. Và bao nhiêu người dân, ngư dân cũng như là những cái người mà có liên quan trong cái vùng biển đã bị thiệt hại nặng nề. Và với cái tâm tình của chúng tôi và một số anh chị em như là Thu Sương, Đình Đại, những người mà còn vẫn nghĩ đến đất nước và vẫn muốn làm một cái gì đó để mà đánh động mọi người cùng lên tiếng cho đất nước Việt Nam chúng ta, thì đó là lý do mà anh em chúng tôi không thuộc tổ chức nào và mỗi người mỗi nơi, mỗi cùng nhiều thành phần đã đứng lại với nhau để mà cùng tổ chức một cái buổi văn nghệ coi như là để hát, để mà chia sẻ với đồng bào trong nước và nói lên những nỗi, những cái đau đớn của chúng ta tuy ở hải ngoại nhưng mà một lòng hướng về quê hương. Thưa anh. Vâng, tiếp lời cô Anh Thư thì thưa quý khán thính giả của Đài Việt Mỹ TV, chúng tôi xin nói rõ thêm một chút là về cái nhóm ca nhạc sĩ từ bên Pháp qua đây. Và khi nói tới nhóm này thì chúng tôi phải nói tới một khuôn mặt nữ, đó là ca sĩ Thu Sương. Cá nhân chúng tôi thì biết cô Thu Sương rất nhiều năm nhưng mà chỉ biết trên mạng mà thôi. Trước đây cô từng hoạt động và sinh hoạt rất đều đặn ở trên các diễn đàn Form Talk, đã có cái dịp nối kết với rất nhiều những cái người ở cùng một tâm trí với nhau ở trên khắp thế giới. Và cũng đã có lần tôi gặp cô bằng xương bằng thịt ở ngay trên ở miền Nam California này, trong cái dịp gặp gỡ tất cả những cái người mà điều hành các op và Form Talk từ khắp nơi trên thế giới. Và sau đó tôi cũng có dịp được chứng kiến cô tổ chức những cái buổi ca nhạc như vậy. Và ở đây chúng tôi xin nhấn mạnh, mỗi một lần cô tổ chức như vậy thì cũng như lần này và những lần trước đây đều tổ chức miễn phí, mọi người đều có thể vào cửa tự do. Và một cái điều mà chúng tôi phải nhấn mạnh, đây là một cái khuôn mặt mà chúng tôi là những người mà đã bước vào cái tuổi xế chiều, tin tưởng rằng là sau khi mình có qua đi thì vẫn còn có những người nối tiếp cái công trình của chúng ta để mang lại một cái gì thay đổi cho đất nước trong cái hoàn cảnh đau thương hiện nay. Để nối tiếp cái điều mà cô Anh Thư vừa rồi có nói tới cái Formosa đó, thì tôi được nghe chính những cái lời chia sẻ của Thu Sương cùng với lại nhóm ca nhạc sĩ ở bên Pháp. Họ đã nhìn ra một cái điểm mà có lẽ chúng ta cũng cần phải chia sẻ cái suy nghĩ đó. Đó là khi mà cái vụ Formosa xảy ra đó, thì
thì chúng ta phải nói đó là một cái niềm đau rất là lớn đối với dân tộc ta. Nó không chỉ gây ra những cái thiệt hại về đời sống cụ thể cho hàng triệu người dân sống bám vào biển, và cụ thể là những ngư dân ở 4 tỉnh ở miền Trung. Thì xin thưa với quý vị rằng cái di sản di hại của nó còn lâu dài cho con cháu chúng ta. Nếu các quý vị đã đọc những cái tin tức về cái vụ vi phạm mà xâm hại môi trường ở bên Nhật Bản thì quý vị sẽ hiểu được rằng là cái di hại nó kinh khiếp như thế nào. Nhưng mà cũng cái nhóm này họ nhìn ra được một cái khía cạnh khác mà có thể đã chia sẻ được cái tâm thức của những cái nhà đấu tranh ở trong nước, là bên cạnh cái nỗi đau thương đó thì nó lại mở ra cho dân tộc chúng ta một cái cơ may thức tỉnh lòng người. Và chính cái điều này, thưa quý khán giả, nhà cầm quyền Việt Nam họ đã nhìn thấy. Và vì vậy cho nên trong suốt thời gian vừa qua, hơn một năm qua, họ tìm mọi cách để họ đưa ra những chuyện này chuyện khác để đánh át đi cái thảm nạn đó, để cho mọi người quên đi, không nghĩ tới cái thảm nạn đó. Bởi vì cái thảm nạn đó nếu nó đã gây ra đau thương thì đồng thời nó cũng mở ra một cái cơ may để thức tỉnh lòng người. Mà chỉ khi nào dân chúng ta thức tỉnh và cùng kết hợp với nhau để đứng lên chống lại chế độ thì khi đó chúng ta mới mong dạt bỏ được chế độ đó để mà mở một kỷ nguyên mới cho dân tộc chúng ta. Thì đây là cái điểm mà chúng tôi cần phải nhấn mạnh trước khi giới thiệu đến chi tiết về cái chương trình, cái đêm nhạc vào cửa tự do đó. Thì xin cô Anh Thư, với tư cách là cái người mà đã lo cho chương trình trong thời gian gần đây, thì cô nói một cách tóm tắt cho quý khán giả ngoài kia biết qua về cái nội dung chương trình mà Thu Sương cũng như nhạc sĩ Đình Đại và anh Đặng Bình sẽ phối hợp cùng với lại nhạc sĩ Cao Minh Hưng trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ để trình bày cùng quý vị về cái đêm nhạc hôm đó, thưa cô. Dạ, thưa anh, trước khi mà đi vào cái chi tiết mà mình sẽ trong cái đêm nhạc đấu tranh đó, mình sẽ có những cái bài hát nào, thì em cũng muốn nhấn mạnh thêm một điều là như anh nói là cái thế hệ của anh đã lớn tuổi và cũng mong muốn nhìn thấy thế hệ đàn em làm một cái gì đó và coi như để tiếp nối lại cái tinh thần đấu tranh. Thì nơi chúng em coi như một thế hệ đàn em đó, và cũng rất là vui mừng khi mà nhìn thấy các anh như là coi là những người có uy tín đã coi như là cùng đứng coi như là hỗ trợ để mà coi như là chúng em làm được những cái điều mà coi như là bắt buộc là một người dân Việt Nam chúng ta phải cần phải làm cho đất nước. Thì trở lại thì trong cái ban tổ chức của chúng ta đó, thì ngoài anh là trưởng ban tổ chức, là coi như là một người rất là có uy tín và coi như hoạt động lâu năm trong lĩnh vực báo chí và truyền thông, thì mình cũng có như là câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, đó cũng là những anh em có tinh thần và cố gắng giữ gìn tiếng Việt đến cho các em nhỏ. Rồi chúng ta cũng có như là nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện, đó là cũng là một cái nhóm anh chị em mà rất là thiết tha với chuyện đất nước. Và chúng ta cũng có Hội Giáo chức Việt Nam, thì cái điều đó làm và thêm mạng lưới nhân quyền là những người mà coi như là rất là có uy tín và coi như rất là nghiêm chỉnh trong vấn đề đất nước, nên chúng em rất là cảm thấy phấn khởi và cảm thấy là coi như chúng thế hệ tụi em phải làm một cái gì đó coi như là để mà đẩy mạnh cái công cuộc đấu tranh để mà giải thể cái chế độ tàn ác đang ngự trị tại Việt Nam. Thì trở lại cái vấn đề mà cái chương trình, cái nội dung cái chương trình á, thì em nghĩ cái vấn đề mà Formosa bây giờ dù chấp nhận hay không chấp nhận đi nữa đó, thì những cái bài hát này là nó được phát xuất từ những người ở trong nước, rồi có những bài rất là hay, tác giả vô danh đó, và cũng có thì nói lên một cái thời điểm, một giai đoạn lịch sử mà đen tối mà của đất nước chúng ta. Thì dù muốn hay không thì đây cũng giống như là một cái mốc nối, một cái mốc ngoặt của lịch sử về vấn đề biển, về vấn đề tình trạng Việt Nam. Thì trong đó đó thì có những cái bài như là Hát cho người và biển, rồi
có ai đang giết dân tôi, rồi có bài như là Người mẹ trẻ xuống đường, hoặc là Nguyên Dung, tức là Hồn Nhiên, thì là cổ là Hồn Nhiên là một tên tuổi cũng rất là năng nổ trong vấn đề mà đấu tranh, thì có bài Mai Tôi Về, và có bài Biển Chết là do coi như một tác giả vô danh, mà bài Biển Chết thì nghe rất là mình thấy rất là xót xa, đau đớn. Thì đó là cái nội dung mà các anh chị Thu Sương, Đình Đại ở bên Pháp sẽ cống hiến với lại cho chúng ta vào trong cái đêm nhạc đấu tranh này. Và đồng thời thì cũng có sự hợp tác của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, thì các anh chị cũng có những bài hợp ca, đó như là Vì Sao, là đó là một cái sáng tác của anh Cao Minh Hưng đó, và hay là bài Thắp Sáng Việt Nam, cái đó là coi như là một cái bài cũng của nhạc sĩ Anh Bằng và anh Cao Minh Hưng. Ngoài ra thì có những bài mà chúng ta cũng thấy đã từng nghe rất được nhiều người yêu chuộng. Thí dụ như bài Mời Em Về, sáng tác của Việt Dũng, do anh Hạnh Cư sẽ trình bày. Và bài mà chúng ta là không ai mà không biết, đó là bài Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Đúng, Mẹ Việt Nam ơi, chúng ta vẫn còn đây. Cho nên đó là cái chủ đích mà ban tổ chức cố gắng làm cái chương trình Hát Trên Vùng Biển Chết, để mà cho tất cả mọi người thấy người Việt Nam chúng ta, những người có lòng với đất nước vẫn còn đây. Vâng, tiếp lời của anh Thư thì thưa quý khán thính giả của Đài Việt Mỹ, chúng tôi xin thưa cùng quý vị là cá nhân chúng tôi vừa rồi được đề cập tới như là một người trưởng ban tổ chức, thì chúng tôi xin thưa ngay đây là một cái chuyện mà tôi từ xưa đến nay chưa bao giờ làm cả, là bởi vì thường thường tôi chỉ quan niệm rằng là mình chỉ có thể làm những cái gì thuộc cái sở trường của mình thôi. Cái sở trường của tôi là trong lĩnh vực văn học, hoặc là trong một cái lĩnh vực mà nó liên hệ tới tình hình đất nước, về những cái vấn đề mà chúng ta đang thao thức. Nhưng mà về âm nhạc thì nó lại là một cái lĩnh vực rất chuyên biệt. Nhưng mà ở đây chúng tôi đã gồng mình lên để mà tiếp nhận một cách vui vẻ và tin tưởng, chỉ vì bên cạnh chúng tôi có rất nhiều những cái người mà đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ngoài kể, không kể đến những cái nhóm ca nhạc sĩ ở bên Âu Châu, họ dựa vào chúng tôi, tin tưởng vào chúng tôi để có thể tổ chức để quý vị cùng đến. Thì chúng tôi có những trường hợp như cô Bùi Anh Thư đang nói chuyện cùng quý vị với bên cạnh chúng tôi lúc này, cũng như là nhạc sĩ Cao Minh Hưng, rồi thì có những cái người mà chúng tôi đã quý mến từ lâu rồi, như là Hồn Nhiên, tức là có cái tên là, thật là Nguyên Nhung Dung, mà đã từng viết rất nhiều bài trên mạng, cũng như là từng làm nhạc. Và cái người ở địa phương này, những người bạn trẻ của chúng ta ở địa phương này, một người bạn trẻ có một cái quá khứ cũng như là có một cái hoàn cảnh khá đặc biệt mà riêng cá nhân chúng tôi rất phục cháu. Tôi vẫn gọi chú Nguyên Nhung là cháu, và Nguyên Nhung cũng như là Thu Sương vẫn thường xưng hô với tôi là chú. Và tôi vui vẻ chấp nhận cái danh xưng đó về cả phương diện tuổi tác cũng như là về nhiều phương diện khác. Tôi kính trọng và tôi quý mến những người này. Và bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng chỉ những người này mới có thể làm nên cái chuyện mà chúng ta chờ đợi biết bao nhiêu lâu nay. Cá nhân chúng tôi đã chờ đợi biết bao nhiêu lâu nay. Nhưng mà rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Và trong cái niềm tin tưởng rằng cái chế độ đó sẽ không thọ. Bởi vì bất cứ một cái chế độ độc tài nào, dù là quân phiệt, dù là phong kiến hay là cộng sản, nhất là cộng sản, thì cũng không thể nào mà sống thọ được. Bằng chứng chúng ta có thể thấy trong đệ nhị thế chiến, Hitler vùng lên một cách mạnh mẽ như thế nào, nhưng mà rồi cuối cùng đã tàn tạ ra sao. Rồi cuộc cách mạng ở bên Ai Cập và ở Đông Âu trong những năm gần đây cho chúng ta thấy một cái bằng chứng rất là rõ. Và cụ thể nhất trong khối cộng sản thì chúng ta thấy cái nôi của chủ nghĩa cộng sản là Liên Xô, vậy mà cũng chỉ thọ được 73 năm mà thôi. Vào năm 1989-90 thì cái chế độ đã sụp đổ một cách rất bất ngờ. Và tôi được đọc một cái bài của Leon Aron, trong đó ông đặt ra một cái câu hỏi rằng tất cả những gì người ta suy đoán về cái sự sụp đổ bất ngờ của Liên bang Xô Viết đều sai.
Sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ nó không phải như thông thường người ta chỉ nhìn vào lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực chính trị, lĩnh vực ngoại giao, rồi thì nội trị, rồi tất cả những điều đó để mà phê phán một quốc gia mạnh hay yếu và có thể đưa tới cái hậu quả là hưng hay là thịnh, hưng hay là suy. Thế mà cái sự sụp đổ của Liên Xô không hề vướng vào trong bất cứ một cái căn nguyên nào. Leonardo đã đưa ra tất cả những bằng chứng, kể cả những tiếng nói của những cái người Nga đương thời như là tổng thống Gorbachev chẳng hạn, để mà đi tới kết luận rằng Nga sụp đổ là vì lý do đạo lý suy đồi đến tận căn. Thế thì ở Việt Nam ngày nay ra sao? Trung Quốc ngày nay ra sao? Nói tới Trung Quốc hay là dùng cái từ mà chúng ta hay nói là Trung Cộng thì chúng ta phải nói rằng họ đã từ bỏ Marxist Leninist 10 năm trước, mấy chục năm trước rồi. Nó chỉ còn là cái vỏ của một cái chủ nghĩa dân túy, một cái chủ nghĩa nịnh bợ người dân để đưa lên để mà tạo một cái thế mà tiếp tục thống trị hơn 1 tỷ dân Trung Hoa mà thôi. Chứ thực tế Marxist Leninist không còn gì ở những đất nước đó. Vậy thì trong cái niềm tin rằng học trò không thể nào hơn thầy, đầy tớ không thể nào hơn chủ, đất nước Việt Nam chúng ta cũng sẽ thoát ách cộng sản trong một thời gian tới, mà nếu tôi suy đoán không lầm thì sẽ không thể qua được cái nhiệm kỳ của Nguyễn Phú Trọng. Vậy thì cái niềm tin của nhóm ca nhạc sĩ ở bên Pháp sắp gửi gắm cho chúng ta những cái bài nhạc của những cái nhạc sĩ đã sáng tác chung quanh cái biến cố thảm khốc của dân tộc chúng ta phải gánh chịu, đó là Formosa, để làm gì? Để khơi dậy, để mà tiếp lửa cho đồng bào chúng ta, bởi vì chỉ có đồng bào chúng ta mới có thể là cái niềm tin để chúng ta giải thể chế độ cộng sản mà thôi. Bây giờ trước khi có thể nói cũng đã sắp sửa hết cái chương trình rồi, chúng tôi vẫn phải nhắc lại một vài cái chi tiết liên hệ tới cái buổi, cái đêm hát gọi là hát trên vùng biển chết do chính Thu Sương đặt ra để mà khơi gợi, để mà gửi gắm tới quý vị những cái gì mà những ca nhạc sĩ đó ôm ấp và cũng là những điều chúng ta ôm ấp để chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau để mà làm nhân rộng những cái đó ra để mọi người cùng nghe. Cái buổi hát hôm đó đặc biệt nó ở một cái địa điểm mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị cũng không vui, cá nhân chúng tôi cũng không vui. Cái lý do chỉ vì nghèo, chỉ vì những người làm việc vì tấm lòng, vì đối với đất nước, chứ không phải vì vấn đề tiền. Do đó cho nên chúng tôi cố gắng tiết kiệm tối đa, và vì vậy cho nên sẽ chỉ diễn ra vào lúc từ 7 giờ cho tới 10 giờ đêm tối thứ Bảy, 12 tháng 8 tới đây tại Hội trường Nhật Báo, Việt Báo, là cái nơi quý vị biết ở trong cái làng báo đó, trong có tờ báo Người Việt, trong đó có Việt Báo, trong đó có Viễn Đông, thì xin mời quý vị tới đó để chứng kiến tận mắt những con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, nhưng mà họ có một cái tấm lòng đặc biệt đối với lại quê hương đất nước. Xin cô anh Thư có thể nói thêm những cái gì mà cần phải ngỏ lời với quý vị trong cái buổi gặp gỡ trên đài Việt Mỹ hôm nay, thưa cô. Dạ thưa, có một điểm đặc biệt nữa trong chương trình đó mà em cũng chưa có thưa với anh, đó là sẽ có chiếu DVD Máu Lửa Charlie. Thì nói sơ về cái DVD Máu Lửa Charlie này á, là cũng chính do vợ chồng Thu Sương đã bỏ tiền ra và coi như là làm thành những cái DVD để nói lên cái chiến trận mà rất là oai hùng trong cái mùa hè đỏ lửa năm 1972. Thì nếu là thì trong cái đêm văn nghệ đó thì sẽ có chiếu cái DVD Máu Lửa Charlie để cho quý vị có những người sinh sau năm 1975 có thể hiểu biết thêm về những cái chiến trận mà quân đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu rất là anh dũng, nhất là sư đoàn
nhảy dù, dạ nhảy nhảy dù, dạ dạ vâng, dạ đó thì cũng thưa với anh là lúc mà cái năm 1972 lúc đó em cũng đang học trung học thì một người bạn thân của em lại có một người yêu là một phi công thì anh ấy là cũng có coi như tham gia trong cái trận chiến mùa hè đỏ lửa và anh đã qua đời, anh hy sinh thì cô bạn đến khóc sướt mướt thì lúc đó em mới thấy ồ chiến tranh nó sát bên mình, nó liên quan đến mình chứ không phải là mình là nữ sinh mình ở tỉnh thành rồi không liên quan gì đến mình, lúc đó mình thấy thật là khốc liệt và coi như là thì sau đó cái bài hát mà Người ở lại Sọt Ly của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đưa ra đó thì trong đó như là nói về người cô phụ vợ của trung tá Nguyễn Đình Bảo rồi về những đứa con mồ côi cha đó thì những cái đó những cái chiến trận oai hùng như vậy sẽ được ghi nhận qua cái DVD mà vợ chồng Thu Sương đã làm phát hành năm ngoái thì quý vị sẽ được trình chiếu và quý vị sẽ được xem rất là cảm động, rất là oai hùng. Thì trở lại về cái chương trình nhạc đêm nhạc đấu tranh thì như anh Trần Phong Vũ cũng đã loan báo là vào cửa tự do và quý vị sẽ khi mà đến tham dự quý vị sẽ thấy là quý vị sẽ cái không khí của cái đêm nhạc á, sẽ làm chúng ta không thể nào đứng dậy được, rất là xúc động tự vì chính bản thân chúng tôi cũng đã đi coi Thu Sương trình diễn, Đình Đại trình diễn và tự vì trình diễn không phải vì cái năng khiếu ca nhạc mà trình diễn bằng cái trái tim, bằng cái tâm hồn nên tất cả những cái xúc cảm mà rất là thật sẽ quý vị sẽ nhìn thấy và coi như là chia sẻ, có thể chia sẻ được những cái xúc cảm đó và chúng tôi hy vọng rằng là với cái chương trình ngày 12 tháng 8 tới đây và với được sự yểm trợ đón nhận của tất cả mọi người thì anh em chúng tôi lại tiếp tục làm để mà coi như là mình cố gắng mình giữ cái lửa hoặc là mình chuyển cái lửa đấu tranh về quê hương để mà coi như là đẩy giải thể chế độ cộng sản, cái chế độ bảo tàng đang cai trị đất nước. Dạ vâng. Cảm ơn cô anh Thư. Chúng tôi cũng xin bổ túc thêm và nhấn mạnh thêm một điểm là trong cái buổi hôm đó như chúng tôi đã thưa cùng quý vị, đây chỉ là nhấn mạnh rằng vào cửa tự do, nghĩa là những người trình diễn sẽ chấp nhận tất cả những cái sự thiệt thòi về nhiều mặt, ban tổ chức cũng chấp nhận tất cả mọi thứ. Nếu có một số những cái vị mạnh thường quân, những cái người mà đứng ở đằng sau giúp đỡ, thì hôm đó chúng tôi sẽ công bố một cách công khai và cũng chấm dứt ngay từ cái giây phút đó, không có cái vấn đề mà đi thâu góp tiền bạc. Đây là một cái sự đóng góp của những cái tấm lòng nhiệt tâm đối với lại quê hương và đối với những người từ xa. Quý vị cứ thử tưởng tượng xem 3-4 người từ bên Pháp sang tiền máy bay di chuyển từ miền Đông qua miền Tây. Chúng tôi xin nhấn mạnh ở đây là cái chuyến lưu diễn này, cái địa điểm của chúng ta là cái địa điểm cuối cùng trong một số những cái địa điểm mà nhóm ca nhạc sĩ bên Pháp đã đi qua từ miền Đông, trong đó có DC, có Massachusetts và một vài số nơi nữa chúng tôi không rõ. Nhưng mà đại để như quý vị có thể nhầm tính ra thì thấy được cái sự tiêu tốn nó như thế nào. Thì chúng tôi chỉ mong rằng, chúng tôi không biết rõ cho lắm, nhưng mà nếu hôm đó đó mà những ca nhạc sĩ này có những cái sản phẩm tinh thần, có những sản phẩm được thực hiện bằng máu, bằng tim óc của mình, thì xin quý vị hãy ủng hộ một cách nhiệt thành. Với con số vài trăm người trong một cái giấm nhỏ như vậy, dù có cố gắng đâu cũng chẳng có nhiều, nhưng mà dù nhiều hay ít, nó là một cái niềm an ủi cho những người từ xa đến đây và cũng là một cái điều khích lệ cho ban tổ chức chúng tôi để cảm thấy rằng cái mục tiêu mình muốn nâng đỡ một cái nhóm ca nghệ sĩ có tấm lòng đối với đất nước từ xa đó đã được đáp ứng dưới hình thức này hay hình thức khác. Thì trước hết chúng tôi xin cũng lại và là nói lại cái điều mà đã từng nói rồi là xin mời tất cả quý vị bớt chút thì giờ đến với lại anh em chúng tôi và đặc biệt đến để chứng kiến những cái khuôn mặt
mà chúng ta chỉ mới nghe mà chưa thấy. Hôm đó quý vị sẽ thấy một thu xương bằng xương bằng thịt, một thu xương không phải được làm lóa mắt mọi người qua những ánh sáng đèn màu, mà chỉ là những ánh sáng rất bình thường. Thu Sương có chia sẻ với tôi một câu rằng là: xin chú và tất cả ban tổ chức đừng quá chú trọng tới cái vấn đề hình thức bề ngoài, kể cả cái vấn đề hệ thống ánh sáng này kia. Cháu không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, cháu chỉ là một người hát vì cái sự xúc động trước những cái vấn đề của đất nước và muốn dùng tiếng hát phát xuất từ tim, từ tất cả những cái tấm lòng của mình để gửi tới đồng bào ở khắp nơi. Và thưa quý vị, cái buổi hôm đó sẽ được thâu hình, để rồi sau đó với những cái phương tiện truyền thông sẽ được gửi lên tất cả những cái phương tiện tối tân nhất để có thể đến với từng người ở trên đất nước chúng ta, để làm sao gây cho mọi người được một cái ý thức về đất nước. Thì thưa quý bác khán thính giả, thưa cô anh Thư, tôi cũng đã thấy có dấu hiệu từ trong phòng VM cho chúng ta biết rằng là thì giờ cũng đã hết. Thì xin cô Thu Sương có thể có đôi lời kết luận rất ngắn gọn. Dạ vâng, thì thêm một điểm nữa là vì tổ chức từ 7 giờ đến 10 giờ chỉ có 3 tiếng đồng hồ, cho nên chương trình sẽ bắt đầu đúng giờ 7 giờ, thì xin quý vị có thể là đến trước để mà vào chỗ, và chương trình sẽ bắt đầu đúng 7 giờ. Thì cái chương trình, cái thời giờ dành cho buổi nói chuyện của chúng anh em chúng tôi ngày hôm nay cũng đã hết. Nên chúng tôi cảm ơn quý vị khán giả và của Đài TV Việt Mỹ đã dành thì giờ cho chúng tôi để mà quảng bá cái chương trình Hát trên vùng biển chết ngày hôm nay. Vâng, lời cuối cùng của chúng tôi là cũng xin thưa với quý vị, như đã nói, cái chỗ ngồi rất là giới hạn. Thành ra chúng tôi phải xin lỗi trước. Chúng tôi biết rằng cái buổi hôm đó hội trường sẽ không có chỗ cho quý vị ngồi. Có thể rất nhiều quý vị sẽ phải đứng, có thể còn phải ra về nữa. Thì chúng tôi thành thật xin lỗi tất cả. Cái điều tôi có nhắc lại một câu nói của tiền nhân: cái khó nó bó cái khôn. Có những người có tấm lòng nhưng mà phương tiện không có. Thành ra trong những cái điều kiện như vậy, xin quý vị tha thứ trước cho chúng tôi nếu vì lý do nào đó mà quý vị phải đến tham dự một cái buổi ca nhạc mà nó thiếu tất cả những cái tiện nghi tối thiểu. Có quý vị còn phải đã mất công đến nơi lại phải ra về. Xin thành thực cáo lỗi cùng quý vị. Và tiếp lời của anh Thư, cảm ơn ban giám đốc Đài Việt Mỹ TV cũng như các chuyên viên đã giúp đỡ chúng tôi để đưa tiếng nói của chúng tôi tới quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị.